sẽ dù mưa nắng đi gieo trồng mầm sâu, ước vào đất quê hương mình bao hạt sống trên nương đồng, mong chờ ngày lúa đơm bầu sẽ mùa vàng vui sướng đón chào ngày gặt mới. Đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sau chục, có hạt cho sinh một trăm. Khát ly nước tràn cho người than khóc vui an, hãy gieo mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc. Bởi người đã yêu thương người chia sẻ thiết tha trong đời, trao gửi về nhau niềm vui. Nào ta đi gieo mầm tình yêu để mùa sau mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi tìm vui hạnh phúc. Gặt về hạnh phúc bởi người đã yêu thương người chia sẻ thiết tha trong đời, trao cười về nhau niềm vui. Nào ta đi gieo mầm tình yêu để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi niềm vui hạnh phúc giữa đời. Hãy chôn vào lòng đất những ý kỳ hèn yêu, sẽ như hạt một trăm. Khi chẳng sống cho riêng mình sẽ tìm thấy trong mỗi ngày phục vụ là chính niềm vui. Nào ta đi gieo mầm tình yêu để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi tìm vui hạnh phúc. Gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vai hạt giống trên đường, và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau ăn mắt, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đá soi nghèo, trời bừng sáng nắng trôi hạt giống tan đi khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên sỏi đá muôn vàn. Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống rơi trên gai góc bên đường, và gai góc bên đường.
Lạy Chúa cha toàn năng, xin cho đoàn đến lúc chúng con hàng quyết tâm làm việc thiện để đón chào con Chúa đang được đến xét xử trần gian. Nhờ đó chúng con sẽ được người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hàng sống và nhận trị cùng Chúa, hiện nhất với Chúa trên cả thiên quân của muôn đời. Bài chính sách ngôn sứ Isaiah: Đức Chúa Ngài mới là cha, là đấng cứu chuộc chúng con. Đó là danh Ngài từ muôn cửa. Này Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con đạp xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ và các chi tộc thuộc gia đình của Ngài, xin Ngài mong trở lại. Phải chi Ngài sẽ trời và đất xuống cho núi non lưu chuyển trước thánh gian Ngài. Ngài ngự xuống, chúng ta nghe, chúng ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa bận hề nghe, mắt chưa hề thấy, có vị thần nào ngoài Chúa ra đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình? Ngài đóng lòng kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui, và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. Kìa, Ngài đã tội vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mà đi theo con đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. Tất cả chúng con sẽ trở nên những người yếm quế, mọi việc này của chúng con cắt nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như những áo gối, và tội ác chúng con đã mặc được cơn gió cuốn chúng con đi. Không ai cầu khẩn danh Ngài mà chẳng ai tỉnh dậy và giữ lấy Ngài, vì Ngài đã mạnh mặt không nhìn đến và để cho tội ác chúng con và mặc sức hoành hành chúng con. Thế nhưng lạy Chúa, Ngài là cha chúng con là đất sét, còn nợ vốn là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. Đó là lời Chúa. Thank you.
Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không tiếc một ân huệ nào. Trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, mặc cả vinh quang của người, chính người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa. Chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa là đấng trung thành, người đã kêu gọi anh em nên hiệp thông với Con của người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Thiên Chúa, ông cần một dấu hiệu cháu ạ.
Bây giờ cô bé mới lên tiếng: ông chờ một dấu hiệu ư? Thưa ông, Chúa đã cho ông một dấu hiệu. Mỗi khi ông hít thở không khí, mỗi khi ông nghe tiếng chim hót, mỗi khi ông nghe hạt mưa rơi, Chúa đã cho ông dấu hiệu trong nụ cười trẻ thơ, trong nước mắt người đau khổ. Ông ơi, Chúa ở trong ông, Chúa ở trong cháu, không cần phải tìm kiếm vì người luôn ở đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả là hồng ân. Ơn Chúa có thể đến bất cứ từ nơi đâu, trong mọi cảnh lúc cuộc đời, lúc vui mừng hay lúc đau khổ, lúc thành công hay thất bại. Điều quan trọng là chúng ta biết nhận ra đó là ân ban của Chúa. Người có niềm tin nhìn tất cả chỗ nào là ân sủng, và mỗi một ân ban là một cuộc Chúa đến viếng thăm. Nếu những cuộc viếng thăm là những hồng ân của Chúa, thì chúng ta đừng để mất những hồng ân ấy chỉ vì sự thờ ơ, thiếu chuẩn bị, không sẵn sàng. Chúng ta có quyền ước mơ, dự tính xây tương lai, nhưng đừng bao giờ quên một đến cuối cùng là phải gặp được Chúa. Nhưng có một sự thực này, nó bất thực vì nó là sự thực nhất trên đời, là nếu chúng ta không thường gặp Chúa trong cuộc sống, thì chúng ta cũng sẽ không thể gặp người vào giây phút cuối đời. Mùa vọng cuối cùng của thiên nhiên kỷ chuẩn bị cho mùa xuân của năm Hoàn Xá 2000, Đức Hồng Y Camilo Ruini có dạy: mục tiêu hàng đầu của năm Hoàn Xá cũng như mục tiêu của mùa vọng là củng cố đức tin và chứng tá các Kitô hữu. Vì thế cần khơi dậy trong tâm hồn hết thảy mọi tín hữu khát vọng thật sự muốn nên thành, ước muốn mãnh liệt hoán cải và canh tân bản thân trong một bầu khí cầu nguyện ngày càng khẩn thiết hơn, và trong tình liên đới qua việc đón tiếp tha nhân, cách biệt những người nghèo khổ nhân. Và kính thưa cộng đoàn, như lời gợi ý đồng lễ cha chính chúng tế có mời mọi cộng đoàn chúng ta về ý lễ ngày hôm nay. Trong buổi lễ chiều thứ bảy áp Chúa nhận thứ nhất của vọng, và là trong nhóm truyền thông Phú Nhan của chúng con được vinh dự nhận thánh Francisco Xavier bổn mạng các sứ truyền giáo làm quan thầy cho nhóm truyền thông tuổi Chủ Nhan. Thánh Francisco chào đời năm 1506 tại Tây Ban Nha trong một dòng họ quý phái. Ngài được gửi vào học tại trường học Thánh Barbara ở Paris, và sau đó thì làm giáo sư tại đây. Ngài cùng với Thánh Ignacio Loyola và bốn bạn trẻ nữa khấn hứa cùng nhau làm công việc cảm hóa các linh hồn. Các ngài thành lập một hội dòng gọi là hội dòng Chúa Giêsu, mà chúng ta gọi là dòng thầy. Trước khi thụ phong linh mục tại Venice, thánh nhân đã từng là người chăm sóc các bệnh nhân tại bệnh viện. Hoàng đế nước Bồ Đào Nha mong muốn sáu nhà truyền giáo đến rao giảng tin mừng cho đất nước Ấn Độ.
Một trong các vị này là Thánh Phanxicô. Ngài đã đặt chân lên qua. Tại đây, lúc đầu thánh nhân chỉ đến an ủi các người bệnh tật và đạo bộ qua các đường phố rung phương rồi giảng dạy. Và chẳng bao lâu, cả thành phố được ơn gia nhập đạo Thánh Chúa. Tại đất nước Ấn Độ, có hàng ngàn người dân ngoại đã được đại diện tội cho để trở thành Kitô hữu. Ngọn lửa bừng cháy từ trái tim của thánh nhân diễn tả tình yêu cực nóng của Ngài dành cho các linh hồn. Quả địa cầu trên hình ảnh của người nhắc cho chúng ta rằng Thánh Phanxicô đã bước chân tới những vùng đất xa xôi nhất để rao giảng tin mừng. Ngài là vị thánh bổn mạng của các nhà truyền giáo. Thánh Phanxicô đã vượt đại dương đến đất nước Nhật vào năm 1549. Nhiều nhà truyền giáo khác cùng thác tùng Ngài đến đây. Ngài đem theo cả trong ngàn người gia nhập giáo hội. Trên con tàu chở thánh nhân đến Trung Quốc, Ngài đã bị ngã bệnh rất nặng bởi một cơn sốt cao. Tàu phải dừng lại tại một hòn đảo ở xa đất liền. Và vị thánh nhân, vị thánh truyền giáo này đã tắt hơi thở trên cabin một con tàu cũ kỹ. Hôm đó là ngày 2 tháng 12 năm 1552. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Phanxicô đi rao giảng cái kêu gọi, cái kêu mời dân tộc Á Châu đón nhận tin mừng. Xin cho các Kitô hữu, nhất là xin cho mỗi người trong nhóm truyền thông Bùi Du Phú Nhai chúng con, nhất là Ngài Quan Thầy, xin cho chúng con được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân qua công tác phục vụ truyền thông của giáo phận cũng như trong giáo hạt, và cho giáo hội được thêm hân hoan đón nhận nhiều con cái từ khắp nơi. Với tinh thần của ngày thứ bảy đầu tháng hôm nay, chúng ta cũng hướng về ngày Maria. Hãy nhìn trên băng rôn ở trên nhà thờ chúng ta có câu mẹ đầy ơn phúc. Ngày thứ bảy đầu tháng và cũng là ngày thứ tư trong tuần kỷ niệm kính đức mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, quan thầy đệ nhất của giáo phận Bùi Du thân yêu chúng ta. Chúng ta xin với đức mẹ Maria cầu cầu Chúa cho cả giáo phận đang sống trong tuần 9 ngày này được bình an, mạnh khỏe và sốt sắng chuẩn bị mừng lễ mẹ, cũng như mừng ngày lễ Chúa Giáng sinh sắp tới được tràn đầy hồng ân của Chúa, của mẹ. Xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria và Thánh Phanxicô Xavier của mạng các sự truyền giáo tiếp tục nâng đỡ cầu cầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng sống tinh thần của mùa vọng, cho được sốt sắng và chuẩn bị tâm hồn như là cuộc sống tỉnh thức và cầu nguyện để đón chờ Chúa đến với chúng ta hàng ngày, nhất là trong dịp chúng ta kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh sắp tới. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, mùa vọng là thời gian trông chờ Chúa đến, để ngày ấy là ngày hạnh phúc hân hoan. Chúng ta cần có tâm hồn tỉnh thức với niềm vui vì có Chúa đến gần. Chúng ta cùng nhập với ban truyền thông hai giáo mạng Bùi Du Phú Nhai trong ngày mừng lễ Thánh Phanxicô Quan Thầy, dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Thank you.
Lời Chúa chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con thời giờ hồng phúc của tổ bào, để dòng tâm hồn đón chờ Chúa đến. Xin giúp chúng con biết sám hối chân thành, nỗ lực bước đi trong đường lối Chúa, để tâm hồn con thanh thơi thành thơi an bình trong ngày Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tất cả các con
Lạy Chúa, xin nhớ anh hỏi Thánh Chúa Lăng Lâm các hoàn cầu để biết và lời Thánh Cha Tân Niên cùng với Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Thomas chúng con và toàn thể hàng dân sĩ. Xin nhớ đến các người nơi Chúa là các vị tiền nhân ân nhân của ban truyền thông hai giáo hạt của Chúa Phú Nhà và những người chúng con có điểm mong cầu nguyện trong thánh lễ này. Chúa đã gọi họ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào được ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Phanxicô Xavier và toàn thể các thánh đã sắp nhập lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ban được bản tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Ngài với Ngài và trong Ngài mà mọi thánh tử và vinh quang đều quy về Chúa là Cha và Con trong sự hợp nhất vừa canh cảnh đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứ thế và theo thế tư lời dạy chúng ta xem lần rằng nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn và ngoài biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu rỗi chúng con. Xin đừng chấp đoan chúng con, nhưng xin nhìn đến Đức Tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoán ơn ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất trong Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và nhân trí quân đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Dõi bước theo Ngài, dẫm trên cho Ngài.
là những kẻ ở lại dưới thế, phía nguyên yêu là gắn bó với những thần tài về cơn trên trời. Xin cho biết đức chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con quân bảo ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin chúc mừng quân bảo và thành công giáo hạt trong khó tay. Thúc đẩy anh chị em trong nhóm truyền thông Bùi Chu Phú Nhai
dấn thân hơn trên con đường đem tin mừng đến cho mọi người, để tâm tình của bài hát tâm ca truyền thông của cha Hữu Hiến còn vang vọng trong suốt cuộc đời mọi người. Này Ngài đã cho con chung chia sứ mạng của Ngài là truyền thông tin mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian, là hiệp thông xây dựng quan hệ tình thương khắp nơi với phương tiện truyền thông quà tặng tình yêu Chúa Trời. Kính thưa quý cha và đồng đoàn, nhóm truyền thông hai giáo phạm Thùy Chu Phu Nhai chúng con được thành lập từ năm 2015. Năm đầu tiên được tổ chức lễ quan thầy ở giáo sứ Phương Hương Thánh Đường Phu Nhai, lần thứ hai được tổ chức lễ quan thầy ở nhà thờ giáo họ Trung Lễ giáo sư Lê Thủy, hôm nay lần thứ ba được tổ chức long trọng tại giáo sứ Tiền Thánh Thánh Gia Tiên Lao đây. Từ khi thành lập, nhóm khích lệ nhau xây dựng trang mạng giáo phận, các thành viên trong nhóm cũng luôn tích cực học tập và noi theo tấm gương truyền giáo của Thánh Quang Thầy Francisco Xavier, hăng say nhắc tin mừng đến cho mọi người qua công tác phục vụ truyền thông. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria Vô Nhiễm, Thánh Cả Giuse và Thánh Francisco ban xuống trên quý cha, quý vị và cộng đoàn sức khỏe, niềm vui, bình an, thành đức, sống tích cực tinh thần mở vọng và chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh thật sâu sắc, đạo đức, thánh thiện và tràn đầy công ơn của Chúa. Và hôm nay về với giáo hai nhóm của chúng con cũng có các anh chị em trong nhóm truyền thông đến từ các giáo phạm khác trong giáo phận cũng để tham dự. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em trong ban truyền thông của các giáo phạm khác đã đến đây chia sẻ niềm vui chung chia và dâng thánh lễ cầu nguyện cho nhóm truyền thông hai giáo phạm chúng tôi. Sau thánh lễ, chúng tôi xin được kính mời cha chính và cha chánh sứ quản hạt như vị nhân dân và nhà văn hóa truyền thông ở đại sứ cơ thân của chúng con, và lần nữa chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha